Ngày 30 tháng 3, ta đang trên đường. Ta đang đi về đâu? Sau một thời gian rất ngắn ngủi đến trái đất, sẽ đến lúc mỗi chúng ta đi từ thế giới này sang thế giới bên kia. Chúng ta được sai đến thế gian với tư cách là con yêu dấu của Thiên Chúa. Và trải qua đau khổ và mất mát của mình, chúng ta học cách yêu thương nhau với tư cách là phối ngẫu, cha mẹ, anh chị em. Chúng ta giúp nhau vượt qua đau khổ trong đời và cùng nhau thăng tiến trong tình yêu. Cuối cùng, chính chúng ta được kêu gọi xuất hành và rời khỏi thế gian để hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa. Giống như Chúa Giêsu, ta có thể gửi thần khí tình yêu của mình cho bạn hữu khi ta rời khỏi họ. Thần khí của ta, tình yêu ta để lại phía sau, ở sâu trong thần khí Thiên Chúa, đó là món quà lớn nhất ta dành cho người ta thương. Giống như Chúa Giêsu, chúng ta đang trên đường sống để làm cho đời ta sinh hoa trái dồi dào. Khi ta ra đi, ta sẽ nói những lời Chúa Giêsu đã nói: tôi đi thì có lợi cho bạn. Bởi vì nếu tôi không ra đi, tôi không thể gửi thần khí của tôi cho bạn để giúp bạn và truyền cảm hứng cho bạn.